Bản tin 24 giờ rất vinh dự được gặp lại quý vị trong thời lượng chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình lũ lụt mới nhất tại Trung Quốc hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin hôm nay sẽ bàn về diễn biến đáng sợ nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn và ngay sau đây sẽ là nội dung chính. Lũ lụt đang càn quét các tỉnh miền Nam của Trung Quốc được đánh giá là khốc liệt nhất trong 80 năm vừa qua của nước này. Và đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hay gọi là sông Trường Giang đang chịu một áp lực nước cực kỳ lớn, đặc biệt khi xuất hiện những hiện tượng đáng lo ngại liên quan đến chất lượng của công trình. Mùa mưa lũ chưa từng có trong 82 năm. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang đứng trước mùa mưa lũ hàng năm. Tuy nhiên, trong năm nay, lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã diễn ra với một mức độ khốc liệt chưa từng thấy kể từ năm 1940. Đập Tam Hiệp vắt ngang qua sông Dương Tử, nằm ở phía tây thành phố Nghi Xương thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Công trình khởi công vào năm 94 và hoàn thành vào năm 2006, trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới với những thông số thực sự gây ấn tượng như dài 2.335m, cao 185m, cấu thành từ 28 triệu khối bê tông và 463.000 tấn thép. Hồ chứa của đập Tam Hiệp nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về thượng nguồn, cho phép tàu hàng tải trọng lớn di chuyển qua một khoảng cách khổng lồ là 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Khu vực sông Dương Tử đoạn trải qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp hiện đang trải qua đợt lũ lụt được đánh giá là lớn nhất trong 80 năm vừa qua. Cơ quan thủy văn thành phố hai ngày trước đã phát đi cảnh báo lũ ở mức cao nhất và tiến hành sơ tán khẩn cấp 40.000 người dân. Trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh, lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa đã phát lệnh báo động đỏ trên sông Kỳ Giang, một nhánh sông thượng nguồn của sông Dương Tử. Chỉ trong vòng 8 giờ sau đó, dòng nước đục ngầu đã cuồn cuộn trên các đường phố Trùng Khánh, nhấn chìm nhiều trạm xăng, cột đèn, buồng điện thoại công cộng trong thành phố. Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp vào trung tuần tháng này đã đạt mức 147m, cao hơn 2m so với mực nước cảnh báo lũ, trong khi lưu lượng nước tăng lên 26.500 m3 một giây. Các trận mưa lũ cho đến nay đã gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành ở phía nam nước này. Trên mạng xã hội, trong những ngày qua xuất hiện rất nhiều video clip ghi lại những cảnh nước dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố và làng mạc ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, tính đến ngày hôm qua, đã có gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mùa lũ. Trong đó có 255.000 người phải sơ tán, tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu là 3,4 tỷ đô và 861.000 hecta đất nông nghiệp đã bị thiệt hại tại 26 địa phương và tỉnh thành. Tin tức bão lũ từ các địa phương cũng hỗn loạn như tình hình thời tiết. Một số cơ quan thông tin bị mất liên lạc do mưa lũ, do nhiều phương tiện hành nghề của họ bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, mưa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây ra nhiều lo ngại cho sự an toàn của đập thủy điện Tam Hiệp. Và đây có lẽ được coi là thử thách lớn nhất cho công trình được coi là biểu tượng của Trung Quốc kể từ khi nó được khánh thành vào năm 2003. Trước đó, vào năm 2019, một ảnh chụp tiền vệ tinh của Google Maps dường như đã cho thấy hình ảnh đập Tam Hiệp có nhiều đoạn bị biến dạng, làm dấy lên những tin đồn về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đằng sau lời cảnh báo của chuyên gia thủy văn về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, mạng China Focus tiêu điểm Trung Quốc đóng trụ sở tại Mỹ và mang tên Shanghai.com mới đây ước tính nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến 400 triệu người sinh sống ở dưới đập, bao gồm những người đang sinh sống tại các thành phố như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, Guangzhou. Chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa khi trả lời phỏng vấn đài radio Fine International mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nhìn lại những tác hại mà đập Tam Hiệp gây ra. Đập Tam Hiệp đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân Trung Quốc, mà chủ yếu trong đó lượng điện năng quý giá cho nền kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tiêu cực đã cùng với dự án này từ lúc mà nó mới là ý tưởng cho đến khi trở thành hiện thực. Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức sông ngoài quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa. Còn Ngân hàng Thế giới cũng từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại về tác động của môi trường và nhiều yếu tố khác. Vào giai đoạn dự án còn đang được thảo luận, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài đã kêu gọi thay
vào đó là nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang mà vẫn kiểm soát được lũ và phát điện có hiệu quả, trong khi gặp ít nguy cơ hơn. Tuy nhiên thì lời khuyên này đã không được lắng nghe. Do gặp phải quá nhiều vấn đề, dự án đã bị trì hoãn gần 40 năm. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội Trung Quốc thông qua dự án, nhưng cũng có gần 1/3 đại biểu phản đối hoặc không tham gia bỏ phiếu. Đáng chú ý, tại buổi lễ động thổ năm 1994, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn được triển khai, cho dù trong suốt quá trình xây dựng đã xảy ra không ít bê bối liên quan đến tham nhũng, chất lượng công trình. Những vấn đề mà đập Tam Hiệp gây ra cho đến nay gồm có làm gia tăng lượng trầm tích lắng đọng ở dòng sông trên thượng nguồn và trong hồ chứa nước Tam Hiệp. Lượng trầm tích gia tăng mạnh là một trong những thảm họa chính của đập Tam Hiệp. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng và ở mức nước phía trên con đập Tam Hiệp, con đập tăng lên, lưu lượng dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn so với trước đây, và do vậy cát và đá không thể dồn xuống phía dưới theo cùng dòng chảy, và do đó chúng được bồi tụ lại ở dưới lòng sông phía trên và tại hồ chứa nước. Cùng với thời gian thì lòng sông phía trên con đập sẽ ngày càng cao dần lên. Điều này làm việc gây ngập lụt sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Nguy cơ đe dọa đối với hai bên bờ sông ở hạ nguồn và toàn bộ lưu vực thung lũng sông Dương Tử do trầm tích lắng đọng ở vùng thượng lưu, nên dòng sông trở nên trong hơn do không còn phù sa, và việc này làm xói mòn hai bên bờ sông hoàn toàn một cách dễ dàng hơn. Điều này dẫn đến bên bờ sông dễ bị sạt lở hơn, tạo ra nguy hiểm lớn cho người dân và đất đai, đặc biệt là khi xảy ra lụt lội. Ngoài ra thì có ít trầm tích hơn làm cho đất đai của lưu vực cửa sông Dương Tử co hẹp lại và nước biển sẽ chảy ngược vào bờ gây xói mòn. Quá khứ thì thành phố Thượng Hải nằm trong lưu vực sông Dương Tử được bồi đắp rộng ra về phía biển trung bình mỗi năm 40 cm, còn hiện nay thành phố đang đứng trước mối đe dọa bị chính đại dương lấn chiếm ngược trở lại. Ngoài loài động vật thủy sinh bị đe dọa do con đập Tam Hiệp này mà các loài cá không thể vượt qua đập Tam Hiệp và tiến hành di cư theo mùa như trước đây, do vậy tập tính lối sống và đặc tính di chuyển của chúng đã bị thay đổi. Đồng thời, khu vực hồ chứa là nơi sinh sản của một số loài cá và nó bị hủy hoại cùng với việc xây đập. Một số loài động vật dưới nước quý hiếm đang sinh sống ở sông Dương Tử hiện có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo Bari Dương Tử và cá tầm của Trung Quốc chẳng hạn. Các hiện tượng lở đất, dòng rác thải và động đất xảy ra thường xuyên hơn. Các điểm có khả năng xảy ra thảm họa cũng tăng lên tới thêm 4.000 điểm mới làm thay đổi khí hậu lưu vực sông Dương Tử. Với việc xây đập Tam Hiệp, vùng nước bao phủ vùng thượng lưu đã mở rộng ra rất nhiều, trả lại diện tích của các hồ và vùng đất ngập nước dưới hạ lưu giảm đi. Khi lượng nước tăng lên sẽ có nhiều nước bay hơi hơn. Tương tự như vậy, nước ít đi thì lượng bay hơi cũng giảm xuống. Sự thay đổi này đã tác động đến khí hậu vĩ mô của lĩnh vực sông Dương Tử. Kết quả là các điều kiện dẫn đến hạn hán, lụt lội và nhiệt độ dọc sông Dương Tử đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Rất nhiều di tích văn hóa và địa điểm lịch sử đã chìm dưới đáy nước. Để xây đập Tam Hiệp, một số lớn địa điểm lịch sử với nhiều di tích văn hóa đã chìm hoàn toàn hay một phần dưới làn nước, bao gồm trên 60 điểm thuộc thời đại đồ đá cũ, trên 80 điểm thuộc thời đại đồ đá mới và hơn 470 điểm lịch sử từ triều đại nhà Hán năm 2002 trước Công Nguyên cho đến năm 220 sau Công Nguyên, đến triều đại nhà Minh năm 1368 cho đến năm 1644 sau Công Nguyên và nhà Thanh năm 1644 đến năm 1911 sau Công Nguyên. Làm bệnh sán máng lan sang phía Tây. Sán máng là một loại bệnh do ký sinh trùng gây tác hại nghiêm trọng cho con người, làm hỏng gan, lá lách, đường tiêu hóa và thực quản. Trước đây, bệnh sán máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Dương Tử, do vật chủ trung gian là loài ốc sông mang mầm bệnh sán máng không có thể sống được trong lòng nước chảy xiết. Giờ đây, khi nước ở hồ chứa Tam Hiệp hoàn toàn tĩnh lặng và chảy lờ đờ, điều này đã tạo điều kiện sống thích hợp cho loài ốc sông, và bệnh sán máng do vậy đã lan rộng sang phía Tây, khu vực Tam Hiệp, tỉnh Trung Khánh và Tứ Xuyên, phải di cư một lượng lớn dân cư lên đến 1,2 triệu người. Điều gì xảy ra nếu đập Tam Hiệp bị vỡ? Nếu đập Tam Hiệp bị sụp đổ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối nước của hồ chứa sẽ được giải phóng trong một thời gian cực ngắn. Bờ sông nằm dưới đập Tam Hiệp và thị trấn San Sị sẽ hứng chịu tác động trực tiếp từ dòng nước khổng lồ với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Hồ chứa nước có dự án đập Địa Châu sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Khu vực nằm phía dưới tuyến đường sắt của thành phố Nghi Sương sẽ bị ngập nặng. Bờ kè của thị trấn
trị không, các địa phương nằm ở thượng và hạ lưu thị trấn Địa Châu và thị trấn Tĩnh Giang sẽ chìm dưới làn nước. Dân chúng ở Nghi Dương sẽ hầu như không còn cơ hội sống sót sau khi đập Tâm Hiệp bị vỡ, do đỉnh lũ sẽ tràn vào Nghi Dương chỉ trong thời gian khoảng nửa giờ đồng hồ. Sau khi đập vỡ, chỉ tính riêng tại thành phố Nghi Dương sẽ có 500.000 người thiệt mạng. Hãy thử xem, xét một mô hình mô phỏng khác trong trường hợp đập Tam Hiệp bị vỡ, dựa trên những số liệu được rút ra trong những điều kiện bất lợi nhất, chứ không phải là thuận lợi nhất. Dung tích hồ chứa đập Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối nước. Trong trường hợp có dấu hiệu chiến tranh xảy ra, hồ chứa sẽ cho tháo nước trong vòng 7 ngày xuống mức an toàn. Khi đó, sẽ chỉ còn 10 tỷ mét khối nước trong hồ chứa. Lưu lượng nước tự nhiên trong trường hợp bị vỡ sẽ là 60.000 mét khối trên giây và khối lượng cực đại của đỉnh lũ trong trường hợp đập bị vỡ sẽ là 2,37 triệu mét khối trên giây. Lưu lượng nước lũ lớn nhất đo được cho đến nay trên sông Dương Tử là 110.000 mét khối trên giây và vào năm 1870 lớn thứ 3 trên thế giới. Lưu lượng lũ cực đại của sông Lena của Nga là 189.000 mét khối trên giây năm 1967. Lưu lượng lũ cực đại của sông Amazon Brazil là 370.000 mét khối trên giây vào năm 1953 và lưu lượng nước của đập Tam Hiệp khi bị vỡ sẽ là 2,37 triệu mét khối trên giây. Và như vậy, không cần phải nói đến cấp độ tàn phá của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Nói một cách đơn giản, đây sẽ là một sự tàn phá không thể nào ngăn cản được đối với trung và hạ lưu sông Dương Tử. Với mức độ lớn gấp 10 lần những gì mà lũ lụt đã tàn phá khu vực này trong suốt 98 năm vừa qua, bức tường khổng lồ sẽ ập tới ván chỉ trong vòng 10 giờ và tới Nam Kinh trong vòng 1 ngày. Hàng nghìn mét khối nước sẽ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà và không thể hình dung dân chúng sẽ trốn chạy khỏi nước lũ như thế nào. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi trên bản tin 24 giờ. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.